Ôi, giật phát kinh đi. Chào các bác nhé. Hôm nay em với thằng Thắng đi sang một cái hồ mới ở bên Thanh Miện, là hồ Bố Tôm. Hôm nay bọn em sử dụng cái bài mồi mồi câu chép dịch vụ của bọn em. Đấy. Đây một gói bọn em đóng đây rồi. Hiện tại thì em chưa thiết kế được cái tem, thằng Thắng đang thiết kế nốt cái tem để chuẩn bị đưa thị trường các bạn. Đây là mồi số 1 các bạn nhé. Bài mồi mộc số 1 của câu cá vui để đánh dịch vụ. Thằng Thắng bây giờ bắt đầu nó pha mồi xá, mồi câu. Thì mồi xá pha đơn giản các bạn. Mồi em làm các bác thì việc về pha rất đơn giản, không phải phối thêm tinh mùi cái gì cả. Các bác cứ đánh mộc cho em nhé. Đánh cá mới. Đây bài mồi số 1, bài mồi đánh cá mới. Các bác cho thêm một chút bông tuyết vào này, cho nước vào. Sau đó các bác cho cắm cá. Cắm cá với này cắm bài mồi số 1 đấy thì các bác cho cắm cá hai phần, cắm câu một phần, hoặc là hai cái bằng nhau thì là một cũng được. 2/3 là pha xá, còn 3 này để làm câu rồi. Các bác lấy 2/3 cái quay này làm pha xá, còn lại pha mồi câu. Hoặc là khi nào mà các bác muốn đánh cá cũ ấy, thì các bác có thể lấy luôn cái mồi xá để câu các nhé. Mình lấy luôn cái một phần mồi xá mình pha mồi câu luôn, cho nước thêm vào là pha được mồi câu. Mồi sử dụng thì cực kỳ đơn giản, không có cái gì phức tạp cả. Các bác xem cả các video trên kênh em thì hai cái mồi câu sông hay là mồi dịch vụ em đều rất là đơn giản. Em đã tổng hợp sẵn cho các bác rồi, các bác chỉ việc mang về pha nước và câu thôi, đa phần như vậy. Thì một gói này em đóng là 320g các bác nhé, 320g. Một gói này 35.000. Chưa tính phí ship 25k nữa. Các bác lấy từ ba gói trở lên nhé thì em ship. Một gói em không ship được các bạn. Gói có chút ship này, tiền ship là bằng tiền cá mà. Mùa xá này pha giá thôi, đánh pha xong rồi. Cái tơi này được. Đấy, tí xá. Em hôm nay em chọn cái góc này. Em sẽ đánh 36, đánh quy gió. Hôm nay chỉ có một cần thú, có một chú ở ngoài bên kia. Bọn em đi đến sớm. Mồi câu thì cứ thế pha các bạn, cho nước vào pha này. Pha đến, có nghĩa các bác câu đến thế nào thì pha cần đấy thôi. Không nên pha quá nhiều. Mỗi lần gần hết thì ta lại pha tiếp. Các bác cho nhiều nước vào. Để cho ngấm tầm khoảng 3-5 phút các bác nhé. Cho nó no nước đi. Xong sau đó các bác sẽ rắc một chút bột rong. Đây không có. Hết bột rong ở đâu mình. Thằng Thắng đi về kia nó lấy cái bột rong để pha các bạn. Cho thêm một chút bột tàu rong để cho nó tạo cái dính các bạn. Thì nó sẽ dễ câu hơn. Bọn em câu quen thì bọn em có thể là pha một mồi 0.9 nước, xong em cứ thêm nhào lên thôi. Để cho nó ngấm nước xong em nhào lên là em câu. Còn bác nào chưa quen thì cứ nên thêm tí tơ nhẹ, pha một mồi một nước để cho ngấm no nước cám, xong sau đó các bác sẽ rắc một lớp tơ nhện rất mỏng này cho tạo cái dính. Các bác đừng rắc quá nhiều tơ nhện nhé, rắc quá nhiều tơ nhện nó sẽ dẫn đến tình trạng nó bị vón cục cái mồi của mình ấy. Nó cái dính tốt quá nó bị vón cục. Mồi mộc hoàn toàn các bác nhé, các bác yên tâm sử dụng, rất là an toàn cho sức khỏe, an toàn cho cái môi trường mình câu. Đấy, một tí thôi. Qua đi được các bạn. Tí là nắm vào nó câu thôi. Bây giờ em sẽ bắt đầu xả mồi cái thứ. Chút nữa khi nào có cá thì em sẽ ghi hình gửi các bác nhé. Bạn nào yêu cái kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video. Còn bác nào muốn trải nghiệm sản phẩm thì đặt hàng thông qua cái Zalo hoặc cái số điện thoại. Câu em để góc này. Hoặc phát tiết câu cá vui em để góc này các bạn nhé. Ui. Thế nào? Ui, có kinh nhỏ. Ui, có kinh nhỏ.
Em thứ hai cặp anh nhé. Ồ khỏe thế. Ui giời. Tôi để gắn chắc đầu tiên rồi. Đóng quá. Treo cũ mướt mượt mượt luôn. Úi giời. Phê, quá phê các bạn. Phê nhất người luôn. Khỏe. Còn đầu tiên hơi tiếc nữa không bật máy quay cho các bác xem. Hôm nay em ngồi nó ngược gió. Gió hôm nay gió bấc to lắm. Ngồi cuối gió này. Cái âm thanh nó ghi nó không được tốt, các bác thông cảm nhé. Hết dịch em sẽ đầu tư cái dàn máy quay khác để phục vụ các bác. Còn đợt này dịch không đi đâu được. Ấy à, bà đã ngấp rồi. Thôi. Ôi giời ơi, nà giời ơi. Đen ơi, đó vẫn thế. Đấy, mắt, đấy nó lên mặt rồi mà. Gió như bão này.
thắng lên cá các bác nhé. Tận đầu kia, con này con thứ ba, thì thắng con này thắng con đầu tiên của em thì con em được 2 con với bằng 1 con. Đấy, cố gắng mà bắt không phải thả ra. Ý gì à? Khỏe phết nhỉ. Cá các bạn. Chép ấy. Bông à? Thế thì thôi, thôi rồi. Tưởng ăn thua. Gắn được cái con mới ăn lên mồm lên con bông. Ôi ngon. Nên cá các bác nhé. Cần thủ này dùng mồi của em này. Nó phải thế. Đây rồi. Thủ đang dùng mồi, vẫn cũng đang dùng mồi câu cá vui nhé. Ông anh này ông ấy vừa mới sang. Một lúc. Thắng ơi. Thắng. Mang ngồi cái vật đấy kìa. Làm gì con đâu. Thế thì dịch ra cho dòng cá, bà, dòng dịch ra cho dòng cá đi. Ôi, này còn không mang gì bảo hiểm, được ấy, được con nó đấy. Dịch cong. Con này được ấy. Phải biết câu cơ. Tương thôi nhé. Cần thủ kiếm đổ cá cho họ. Đổ cá xong cho họ là đi câu. Tổng phết. Quá. Cày lên cái rồi nào. Hơi bị hoành tráng. Còn được tỏa phết đấy. Còn là chắc cá mới. Con này phải đầu 3. Chịp lắm. Không con này ngắn người. Không bị ấy à. Này. Này là bị cá chim cắn này. Đâu cái này là. Đây là ai các bạn nhỉ. Nó bắt cá. Chim cắn, chim cắn. Hay. Chịu như cái phạt. Chép này giống cho lợn đi. Ôi vừa đến chắc nửa tiếng. Xa mọi cái thứ rồi. Nửa tiếng được con. Cánh thắng. Hồi từ sáng rồi. Giật con nào đứt con ấy. Nằm im. Bắt bẫy ngược. Không chỉ bẫy ngược. Đấy. Bẫy này đang ấn mà. Đấy. Rồi có kỹ thuật. Đấy. Cho em vào đây. Hết vào đây. Hai con. Kéo hắn cái đấy đi. Con này mượt mượt. Con này hơi sất bẫy đi nhưng mà to hơn mấy con đấy. Đấy em có 2 con nhưng mà 2 con này nhỏ hơn. Con này phải đầu 3. Thôi, giờ bây giờ mình đi chính thức là đi quay các người câu đi chứ cho mình hết ăn. Hôm nay cần 40 giây các bạn. Đây, mồi coi. Mồi câu cá vui ấy. Đi vào đây. Câu tiếp. Ôi, giật phát kinh đi. Ôi giời ơi. Nó chụp luôn. Không dây bảo hiểm. Thì định chơi bò chết rồi à? Đứt.
nó chụp nhiều cái pách ấy. Thứ ba không nhỉ? Ô này. Ôi ơi lại sao lại đóng vào cái đấy của ông kia chứ? Ờ. Cần thú ý, gặp được cần nữa. Thánh luôn. Bó tay. Nó vào nó vẫn à. Vẫn lên lại là cá các bạn. Thế mà đẳng cấp chứ. Thế quá đi nữa, phi vào ấy của mình. Phi vào ấy của mình để thấy tụt chìm kiếm vào. Ít gặp. Cả thứ này vừa gãy cần mà nó chụp. May quá mình vớt lại được đúng cái con này. Đá phát, rút phát chim yến mình không? Quái. Út thì đẹp thế. Lên luôn. May có lấy lại được cái phao 101. Đây là con cá 3 cân các bạn. Nào qua. Mô tợ hơi... Hơi bụng. Không phải bụng mà cái này nó bị, như kiểu bị nấm này. Nha. Con này bị xước. Bị nấm phải không? Mới. Nó số con này chết rồi. Con thứ tư các bác nhé. Có phải ăn vào mồi của mình đâu. Nó đi thế đâu, nó lại đi nó quẹt vào cái. Đùa chứ. Số con này không thoát được. To này bỏ sao được trời. Không đóng chẳng ấy cần. Cần thì cần ôp ép. Đây thanh niên này làm cái bách ấy. Mình thấy bông cá rồi thì hóa ra cái cần nó cả chục à, cái phao coi phao 101 đấy, đừng đùa. Chục 4.0 nó này, chục 3.5 vẫn còn nhỏ nhé mày nha, thả nó phi vào cần mình. Thanh niên lên cá các mày, do các em quần đồ nghĩ thì ông này ông lên cá, các bạn ông này ông đến sau đây này. Câu rồi. Mày gió cao chán. Vẫn là mồi câu cá vui quanh, mồi mộc số 1. Thôi cứ đứng xa quay ông ấy chứ còn. Kia có thằng đi ra nó xúc à. Nắng. Ồ, ông này quấn đấy. Con này con thứ 5 các anh. 5 thì ông này ông con thứ 2 còn em ba con, ông này được 2 con. Câu cá vui mà đấy, giờ hồi câu cá vui là chính cá mú gì. 7 cân, nhiều con mấy cân? Được nhiều con mấy cân? 10. Con này cá vui các bạn, cá vui. Chưng tỏa cần thú này giói. Tao bán mồi. Sao thế đéo lại mồi của tao mày bán. Sao nó lòng mắng ấy. Mày nào của tao bán. Tao bán. Coi chuyện đúng không? Ừ, câu đi ông, ta cắn được câu đi. Đây nghỉ, đây chán rồi, đây nghỉ thôi. Quân thứ 5 coi. Hôm nay tất cả mấy ông này đi câu trong đội cùng dùng một mối hết thôi. Thanh niên mùi bữa trước đi làm được 5 con đen đi chụp đại sư. Đây, cô này cố gắng thì giờ hết ca làm đôi con nữa thôi. Đây chính thức chuột rút rồi. Gió to quá chơi được. Cần thú này lại báo cá các bạn nhé.
đó 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 đèo cá đầu đèo thôi sao đấy bốn chấm mất rồi sao đấy thế chứ nó phải video thế chứ mấy anh em đang ngồi chăm sóc không chép đây có biết câu chấm đâu thì chỉ biết câu chép thôi. Tư. Ấy giời ơi, thà cần uy tín đấy, thà cần đeo cái mũ vẫn. Thà cần đeo cái mũ vẫn nhìn gặp. Đen. Đen xì có dâu nhá. Giờ chủ yếu chỉ ngồi chăm gió đợi cần thú lên cá quay cho các bác thôi. Chứ mà mấy ông nghĩ đâu. Mấy em câu được tầm khoảng hơn 3 tiếng. Gió to quá chán nghỉ rồi. Tức gì anh nhé. Vâng. Con này to mà được ấy. Đâu lỡ đâu. Vì tí đấy. Hai cho nó dễ nhìn. Chưa khỏe. Tôi không biết nhưng khỏe. Chưa đây gì. Nó ở đây từ nãy giờ rồi. Thế mà khỏe chứ. Phê không các bác. Phê chưa úi rồi. Úi là thả cần đi. Ta cần rất uy tín. Ta cần rất uy tín. Con chép. Đen có dâu nhá. Thà cần uy tín đi vào lòng người. Cứ bình tĩnh thôi, còn trực mãi thì nãy giờ nó đớp vào mồi. Cha tao gì cũng bắt. Đúng thật. Lần nào thả cũng có hàng, cũng có hàng 5-6 cân. Cầu đầu đây này, anh định quay đầu này. Đâu. Nếu cầu kìa. Rồi thôi. Ôi đừng vào ổ tao nữa. Hái cho đầu lên, không đầu lên tao còn nâu. Cứ bẫy đầu lên. Cần cần này hơi đuối. Cần mấy hát này? Mấy cần lâu hơn. Chúc. Con này mướt đấy. Thôi, bẫy lên được rồi đấy. Bấy... Đi gì kìa đây là bẫy đầu được rồi đấy. Không phải biết to hay bé cứ đồng. Không, con này to. Con này không to thì cũng phải là chấp cũ, khỏe. Nên bây giờ là nói đầu ngay bây giờ rồi. Không chạy nữa. Ừ, không chạy rồi. Úi giời. Sầu lắm, bị bạ. Bóng làm sao được. Cứ giữ cần để bẫy nó vào thôi. Con này chỉ có đứt thèo là cùng thôi. Ừ. Con này ăn mồi câu cá vui nhá. Chứ còn gì nữa. Con nào chả mồi câu cá vui. Hay quá. Rất khéo. Cần thú rất khéo. Cá vui.
Ở đây là câu cá vui đấy à? Đấy, câu cá vui bọn em đấy. Không to lắm. Không to lắm nhưng khỏe. Đầu ba, nhưng mà khá là mượt. Được chấm đi hắn. Khỏe thế mà. Chẳng vui mượt mượt đấy. Ồ, quả này mượt năm. Đây, cho lên trong giữ, tháo rồi. Đâu rồi, giọng của anh đâu rồi? Anh Mùi ơi! Cá thả nhiều quá sợ nó đâu ngó. Con này ba mấy con này bật con này ba tầm 3.5 nhưng cá cũ nó khỏe mượt năm các bạn mượt năm quả bố tôm săn các bạn nhé. Đây đợi đợi câu cá thằng bên này đợi câu cá vui sang bên hồ bố tôm săn nhé. Giao lưu. Con cá kìa. Thả xuống cũng được. Tao thả cá. Úi giời ơi. Mượt ui, mượt. Con này mượt quá. Mượt chưa các bác. Ok anh. Thank you anh. Mượt mượt. Mượt thật. Bỏ sao nó khôn thế. Phải đấu 4 thử cho lên cân thử phát ạ. Bỏ sao nó. Thoải mái đi anh. Bọn em bước qua gần nó mới hên. Từ nay là bước đi bước lại chỉ sợ gãy gần đấy chứ. Không, không việc gì cả, cứ thoải mái đi. Càng bước lại càng đó. Thằng nào buộc càng thế. Sao giờ được mấy con này? Con này con thứ 6. Có. Thì cho xin chuẩn tổng thảo. Ok bác. Cứ về thì thoải mái thôi. Chú hỏi coi nhá. Úi giời ơi, cả thú kia hôm nay xuất sắc thế nhỉ. Ranh giói thế nào nhỉ. Giò giói. Vừa giói vừa mồi. Kết thúc buổi câu các bác nhé. Thanh niên Mùi cho cá lên. Thanh niên Mùi nhiều nhất. Được 2 chú con nhiều nhất. Mỗi tôi chép tàn gai. Chết chưa tần gà. Được cái ngày hôm qua đi đánh một mình thì đéo có ai quay cho. Ê. Úi giời. Sạch nhẹ. Này 6 con không? Đấy hơn chưa? 6 con 7 một con này con 6 gì? Đây này chép đây các bác nhé. Chép hồi câu bố tôm nhé. 2, 4, 6 con to. Hôm nay tôi câu được con này. À nhầm. Đây của bố này này. Hàng coi nhé. Ui, buổi câu. Hôm nay câu mồi toàn cá cũ, toàn cá đều. Mồi tổng hợp câu cá vui các nhé. À đâu mồi dịch vụ câu cá vui, mồi chép. Hôm nay đánh toàn chép cũ luôn. Câu con mới này. Câu con này mới này. Con này mới. Con này cũ này, cũ hết này. Còn là toàn bộ cũ hết, sợ thật. Rồi, mấy con rô rồi, thả lốt vào đây đi anh. Sang đây là định cánh cá mới như thế nào, nó toàn vào cá cũ với cây. Rô nó hỏng. Rô vào trong kia, bắt cá rô lên trước. Đây con này, cá cũ mà, mấy con này cũ này. Đây toàn vớ được hết bọn cũ rồi, toàn bọn cũ to xuất lại. Cá bé thì nó lên hết rồi. Con này mượt này, mượt. Đây, con này, đây. Nó có trứng à, sợ. Con này ông mới lên này. Ừ, con này ông vừa mới lên này. Quá đẹp luôn. Hôm nay toàn cá cũ đẹp thật. Xe chui đít vào đấy à? Đẹp mà. Ây à. Đây à. Đây, đây, đây. Đây, còn nhiều nhất này. Nhiều nhiều nhất. Hôm nay tôi nhiều cá nhất. Ui, chết đi. Đâu rồi, của anh ấy đâu rồi, cho đốt vào đây. Không cho đốt vào đây à? Hai chục con. Tiếp lên đấu một kia. Mười mấy con. Mười mấy con. Chép đốn lắm ở đây á? Không, không. Chép phải rồi. Chép phải quấy rồi. Em chở chú đây, thả rô cả nhé. Không đây. Ô quá Bắc Vinh chưa. Đấy. Rô cho nốt. Rô cho nốt vào đây, thằng nào chốc về tổng là ăn bằng cái gì ăn. Con toàn quay trong hầm gỗ. Các bác nhìn sướng. Này, con này. Mấy con này nhìn thích này. Rồi, mướt mượt mượt này. Con này mướt này. Đấy. Con này đấy. Mấy con này cá nó phải mướt như này nhìn nó sướng này. Khỏe giáp sướng lắm thằng
sờ cá sướng lắm. Đấy, vứt hai con chép kia đổi hết rồi. Đây hàng. Quay cho nó bộ. Anh cứ chép to thế. Sau đây chép này chép sót bên này, chép sót bên 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 hồ rô. Còn đây chép đánh hồ này các bác nhé. Hồ này hồ chép. Còn hơn của mình chép sót. Của mình mẹ đã đánh hài còn cái nhất. Cay nhất. Chơi cần dài nhất. Mùi bé 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 đây bé con này này. Đấy. Hai. Cay nhỉ. Để tao nhặt trai đã. Hai anh. Ui. Thế là thế thế là ướt 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 hết bay đấy. Như này chứ mùi. Đấy rồi. Rồi rồi. Một ca của hồ rô nhá. Một ca các bác nhé, đánh một ca. Một ca tất cả đều một ca hết. Bố tôm bên thanh miện các bác nhé. Đây, chú hồ đây. Quay nốt kỳ đoạn quay xin phép kết thúc video các bác nhé. Bạn nào yêu quý kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video nhé. Còn bác nào muốn trải nghiệm sản phẩm mồi câu cá vui, mồi dịch vụ, hiện tại em đang thương mại một chút để cho các bác đánh rồi. Bác nào thân quen thì có thể đặt hàng, em sẽ gửi cho các bác trước. Em cho anh 3 cân 7 nha. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.